thực hiện theo công điện của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Đến sáng nay ngày 28 tháng 8, nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã tạm dừng hoạt động, đóng cửa để phòng dịch theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên tại thị trấn Lang Chánh. Qua ghi nhận trong sáng ngày 28 tháng 8, tại khu vực trung tâm và chợ thị trấn, nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như quần áo, điện tử đã chủ động treo biển, đóng cửa tạm dừng hoạt động. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống vẫn tuân thủ quy định, chỉ bán hàng mang về, mang đi và ưu tiên giao hàng theo địa chỉ của khách hàng. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh các mặt hàng dịch vụ không thiết yếu mở cửa đón khách. Tại khu vực chợ, các tiểu thương và khách vào mua hàng đã có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định về phòng dịch, đặc biệt là việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang theo quy định. Về tình hình hàng hóa, thực phẩm, qua khảo sát thực tế, hàng hóa thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, chợ, siêu thị về cơ bản vẫn đảm bảo cung ứng cho bà con trên địa bàn. Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh ngày một phức tạp, với kết hợp với là tâm lý tích trữ lương thực thực phẩm của người dân, thì trong một số ngày gần đây thì lượng khách hàng đi siêu thị mua sắm các sản phẩm thiết yếu như là mì tôm, miến, phở và các loại bột về để tích trữ lương thực thực phẩm, thì siêu thị miền Tây luôn đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ để phục vụ người dân trước cái tình hình dịch bệnh thế này. Công điện số 25 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 27 tháng 8 nêu rõ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà. Tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, trừ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được hoạt động, bao gồm nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện nước, nhiên liệu, xăng dầu. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về, mang đi. Cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, bao gồm công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch đảm bảo, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ, yêu cầu bắt buộc khai báo y tế khi đến và khi rời nơi làm việc.